Phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào sáng ngày 10 tháng 12 đã kéo dài đến hơn 12 giờ trưa và hội đồng xét xử phải lần lượt xét hỏi cả ba bị cáo. Sau khi viện kiểm sát công bố cáo trạng, chủ tọa yêu cầu các bị cáo vào khu vực cách ly để xét hỏi từng người. Là bị cáo cuối cùng được đưa từ khu vực cách ly vào phòng xử để trả lời thẩm vấn. Trong hơn 30 phút trình bày, cựu chủ tịch Hà Nội liên tục phản bác các cáo buộc trong cáo trạng của viện kiểm sát. Ngay khi được tòa cho phép trình bày, ông Nguyễn Đức Chung đã khẳng định việc truy tố ông với danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn là oan. Ông Chung cho biết suốt quá trình điều tra và trước phiên xử đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan tố tụng. Khi ông Chung trình bày về nội dung trong các đơn này thì hội đồng xét xử đã ngắt lời và cho biết đã đọc những bản kiến nghị, khiếu nại của ông trong quá trình điều tra cũng như trước khi xét xử. Tiếp tục trả lời thẩm vấn, ông Nguyễn Đức Chung viện dẫn cáo trạng và kết luận điều tra nêu thông báo năm 2016 do Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thừa lệnh chủ tịch ký ban hành và kết luận ông giao công ty thoát nước đàm phán mua trực tiếp chế phẩm từ hãng của Đức. Ông Chung phản bác cáo buộc này, khẳng định không giao công ty thoát nước đàm phán như cáo buộc và đề nghị tòa công bố nội dung của thông báo. Ông Chung cũng phủ nhận cáo buộc đã tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Á Tích của Nguyễn Trường Giang được làm đại lý độc quyền cho doanh nghiệp là Quách Quốc Tờ của Đức để bán chế phẩm xử lý nước ô nhiễm. Cựu chủ tịch Hà Nội cho biết băn khoăn lớn nhất của ông là quy kết thiệt hại của vụ án. Theo ông Chung, việc chọn đại lý độc quyền phân phối chế phẩm xử lý nước sạch hoàn toàn là do doanh nghiệp nước ngoài. Ông Chung khai biết rõ ông Tiến Hùng đàm phán, nhưng doanh nghiệp nước ngoài họ không bán chế phẩm cho công ty thoát nước. Do đó việc Giang nhập về là theo quy định pháp luật, cũng phải bỏ tiền, chi phí và phải có lợi nhuận. Ông Chung đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc từ cơ quan truy tố về việc mua chế phẩm giá cao hơn thực tế và gây thiệt hại. Về vấn đề công ty Á Tích có liên quan đến gia đình ông Chung, cựu chủ tịch Hà Nội nói, đến nay tại phiên tòa này tôi cũng nhận thấy phần trách nhiệm của mình với vợ con. Ông Chung khai ban đầu công ty do con trai mình và một người khác lập. Tuy nhiên sau đó ông không muốn con trai mình tham gia công ty và đã yêu cầu con đi du học. Ông Chung nói, tôi không tham gia điều hành góp tiền một thứ gì và không bàn bạc một cái gì với Giang về những vấn đề trong công ty này. Tôi khẳng định nếu như tôi biết công ty là của con trai tôi ngay từ đầu thì chắc chắn không bao giờ có chuyện Giang bước được một chân vào cửa nhà tôi. Chắc chắn Giang không bao giờ được làm một thứ gì bởi vì cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai làm cái gì để tính toán, lấy một đồng của nhà nước.